Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ tư. Và tỷ số đang là 2-1 VC nghiêng về các cầu thủ team GTV. Đây là trận đấu thứ tư. C3 ta để thôi, tỷ số là 3-1 rồi. Vâng, mèo mèo lại bận gì đó, vẫn chưa chạy. Yes. Chạy đây. Yes. Vâng, vẫn không chịu chạy. Không hiểu mèo đang làm gì đây. Đầu. Min Hoàn trong tay của game thủ Văn Hưởng. Bên mình có AC, có Ban. Vâng, 2 AC, 1 Ban, 1 Min. Bên kia là Min Seng hit cả thả. Tễu trận này là người cầm Min Hoàn. Vâng, Mèo Mèo cầm Seng. Kamachi là người cầm hit và cả thả trong tay 9 công. Sau đó Chip Boy là người cầm AC. Vâng, Thành Lắc cầm Ban. Hưởng là người cầm Min và Mạnh Hào cũng cầm AC nữa. Bên mình 2 AC. Một đội bạn có Seng, có hit. Xe ăn của anh nhau sẽ đánh chém thôi. Trận đầu tiên trong trận đấu thứ tư, cố gắng vâng kết thúc luôn đối phương được hay không. Min Hoan ở đầu cánh đến từ game thủ Văn Hưởng. Vâng, Thành Lắc ở trong cánh mới bài cầm Pine Brand của mình. Chip Boy ở đầu cánh AC và Mạnh Hào ở trong thế chủ lực. Chúng ta sẽ đến với mảnh máy Pamelan của game thủ Thành Lắc. Đã có sẵn một vòi rồi. Anh Hào đang bảo quân này quen lắm. Anh định nhớ map à. Chúng ta đi dò đầu tiên dành cho người cầm Pamelan. Dừng rú các kiểu. Không khách gì không. Vâng, bầy hiêu đầu. Gần được cánh rừng ra. Nó nhảy ra ngoài mất đèn à, toàn rừng. Hai dân đi dò thể dầu để tìm những đồ ăn mới. Hy vọng sẽ thấy bãi quả. Đúng là có bãi quả luôn. Có hốc luôn và có vâng, một bầy hiêu trong hốc này. Thế mắc bình. Thôi cầu voi về thôi, đủ đồ rồi. Ad đầu nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ. Rất khó để có đôi voi ở đây. Vâng, đúng là không có đôi voi thật. Hơi đen. Một con cũng được, đưa nó về. Trong hôm này không có vàng thôi. Vâng, thì báo về bài này đấy một lần rồi và map không cửa thua. Cơm vẫn nặng ra bằng thua mới được. Vâng, Thành Lăng nhớ map bị Mạnh Hào xúc luôn. Toàn đôi phẹt. Thôi bán hiêu đi. Bắt đầu nhân đôi. Cả hiêu cả gỗ. Hai bầy hiêu lùa được mấy con hiêu này về BS này cũng được. Không làm thêm ghét nữa. Rồi, đôi voi luôn. Mắc binh chưa. BS, phi hiêu. Đôi voi bên là chính, thở có chuẩn. Bài bàn khá mắc binh này. Mình sẽ xem Lăng chém như thế nào. Rồi, cầu voi về. 18 dân. Bắt đầu cắt dân đi dâng đờ. Mình như muốn xin thêm một con nông dân nữa thì phải. Bắt đầu cũng chuẩn bị hết. Còn 4 dân cặm cụi ăn, 19 dân bạc. Còn voi thứ 2 bên nhà chính. Ok. Voi thứ 3, chú ý 2 dân đi dâng đờ, cẩn thận không gặp sư tử nhá. Dâng lời chú bòi trận đấu này. Bàn có hốc nhưng hốc không vàng. Kinh đời. Vâng, 7-20 với 19 dân bàn. Cũng đã gặp sư tử trên đường đi dâng lời thật. Cho con dân ít máu ra phía sau. Đi qua nhà chú bòi rồi. Ba vòi về nhưng cầm bàn này bàn khá mất bình. Chúc. Ok đấy, đóng BB đi anh ơi. Vâng, đang ướm BB xem để đóng mặt nào.
Thằng kiếm dần ăn gỗ. Nhanh khẩn trương. Đây là BB. Đi dần rất sâu. Vẫn còn một con hiệu trong 7 hiệu đầu kìa. Thì nỗi đấy là 7 hiệu phụ. Rồi gặp nhà nào bây giờ màu 6 Hitty. Rồi chui hẳn vào trong vào đâu. Và BL phải đánh bùm cái. Ăn vàng. Chưa đủ bộ trong BM. Trận này khả năng cao với kích 110 mất. Chốt luôn cái E ở cạnh BL nhá, đóng mờ đi. Đứng tất dần đây. Lăn hộ con hiệu đối phương đi. Kích đời rồi, xin do. Còn đợi đóng S xong sẽ đóng L2 trong nhà Hitty. Hitty trong tay Kamachi, Xiang đánh chém. Rồi, nâng công trong giữa giò. Vâng, bo nhỏ đến từ game thủ Kamachi. 1L, 1A hay là thế nào đây? Mình nghĩ là nên L2 đi. À, làm gì? Chi boy đâu. Ấy chi đầu cánh rồi, không cần đóng A đâu, đóng L2 đi anh ơi. Chém cho bà. L2, chị bò nó về 6 giờ còn người. Làm tạm một dân Hitty đi. Đối phương nó bò nhỏ toàn tập. Đến từ game thủ Kamachi. Tiếp tục chọc. Xem 6 giờ đến từ mèo mèo. Đang cố gắng chọc trong tuần này. Vậy vẫn vậy, ok, vậy đi. Vậy thoải mái đấy anh ơi. Rồi, bị đối phương vậy em mất rồi. Chưa kin được dân nào. Đèn. Hai cái ruộng kín ở đây. Min Hoan đánh cung đầu cánh, Văn Hưởng báo về là như vậy. Màu 8 là Katha, 9 hit công. Xem đầu cánh, chip boy có đỡ được không em? Rồi, bắt đầu vào trong. Đây là con T của người cầm Hitty. Vâng, đây là màu 5, Tễu. Vâng, Tễu là người cầm Min Hoan. Sao bọn Min Hoan đánh cung đầu cánh? Đây rồi, đang bị chém nhấc người lên luôn rồi. Vâng, 5 dân rồi. 5 dân Min Hoan rồi. Đi vòng mặt kia thủ 1 E xin phụ ra. Vâng, chị boy đang bị xem đi trật lực, đợi tí. Giải quyết Min Hoan trước đã. 22 trên 28 thì bài Pangran thành lắc. Đánh của Min Hoan đánh cung thật này. Pieri. Ở mặt đấy kín hết rồi. Cho chị bòi tí thịt. Màu 1. Chú ý kìa, màu mấy vào đây, màu 6 à. Đây rồi, màu 5 chết tiêm 3 dần nữa. Ờ biết rồi, đang ở ngay ngoài chém dân bên ngoài rồi. 4 dần nữa dành cho người cầm Min Hoan nằm xuống. Xin dần mới ra là xúc nổ thôi. Chém mặt trước đi, mặt sau không chém được đâu. Và Min Hoan này thì không có vàng. Có quay lại chơi Hitty một tơn không? Không thì phải đi vào hốc của người cầm Min Hoan đi anh. Và cung A hai áo thì người cầm Min Hoan vậy ấy. Và đội bạn đang sửa. Rồi không được rồi. Thôi quay lại Hitty đi anh ơi, không chém được nó thì bỏ đi, quay lại đi. Màu 6, ừ, màu 6 nha, lưng chưng bản đồ đây. Quay lại chơi Hitty, đây team nhà khác anh Min Hoan cũng đẩy nữa rồi. Vâng, như vậy là màu 6 đẩy cung R sang bắn bãi vàng của vâng, người cầm pan bên mình. Min Hoan yếu lắm rồi, thởm đầu chết nhiều dân phết rồi đấy. Đây này, màu 6 vẽ ruộng giữa bản đồ này, đấy, mà còn lật lại Hitty này chẳng chết ngay con gì nữa. Thôi chạy dần dần thôi. Chém đi. Đi vào nhà Hitty. Vâng, chém bay ruộng luôn. Đừng nghĩ nhiều. Vâng, Pan đã bắt đầu bị hít quản. Vậy e xong, đến từ thành lắc. Vào. Hay quá. Chém đi. Chạy dân ở nhà đi anh ơi. Vừa Hitty nó rỉa nhanh lắm. Chạy ra giữa bản đồ bắn hoang được. Đấy. Hitty này thì bị chém chết ngay. Nhưng mà chip boy có khỏe không? Máy này máy của anh thủ, hello chip boy. Và chip boy tham lai là 34 trên 72 BC.
Xe của Meo Meo không giải quyết được chip boy trong trận thiếu này. Hit chết luôn rồi đấy. Và chip boy vẫn giữ được tham. Ra ruộng và cung thờ đứng nguyên trong ruộng này để bảo kê. Dị thật. Chip boy rất dị. Ôi rồi, bị Kenne vào bãi gỗ trong tuần này, chạy thôi. Và máy máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai đang là 59/76 và bị màu 8 lọt vào. Bây giờ sẽ là bắt quân màu 8. Thắng trận thiếu này là Katha 9 đích công. Khá đông lạc đà. Bốn cung cờ Mạnh Hào đây tăng cơ để có thể giết lạc đà đối phương. Thêm một tâm mới nở ra. Bắn đi. Còn lấy cả dân khởi nghĩa. Chú ý con lạc đà bên trong. Và đội bạn đã đục ruộng của Mạnh Hào. Giết nốt 5 con lạc đà này. Thông tin báo về từ Thành Đắc là màu 8, màu 6 chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi Minh Hoàn thôi. Bò vào đi, cứ đưa lạc đà vào. Vâng, đây là máy của Thành Lắc, thế bảo chém được nhiều dân lắm. Tham lai là 23/40. Bài bàn vẫn giữ được tham. Khá ổn. Vâng, quay lại đánh xe 6 giờ. Chị boy bị đánh banh bét ra đây này. Đây, dân vào 6. Xe khỏe đúng không chị boy? Đây, xe đội bạn vẫn đang khỏe nhưng Hitty chết rồi. Quan trọng là còn Minh Hoàn bây giờ sẽ nở lại. Rồi, nhìn đội bạn quyết rồi. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ tư dành cho team Game TV.